Dạ, chào buổi sáng cô chú anh chị mình nha. Rồi thì hôm nay em cũng cắt lại một cái số cây gốc nhớt ra nha. Hiện tại cũng mình cũng cắt con tàn lại ha. Con tàn lại để cho nó đẹp luôn. Thì hôm trước có quay một cái clip ha, để giao lưu chia sẻ cho cô chú anh chị mình. Thì cũng một số anh em thì nói chung nói cái mặt hàng mà này giá cũng hơi mắc hơi cao ha. Thì em cũng định giao lưu tiếp, nhưng mà có lẽ là anh em mình cũng chưa biết, nhiều khi cũng chưa biết cái giá trị cái cây mai ha. Thì ở đây thì em cũng xin chia sẻ phân tích cho cô chú anh chị mình luôn. Thì rất đơn giản đó nha. Thì ví dụ như mình mua hay ở đây đang mua 250 cây nè, nó thật giá thì ví dụ mình mua là 3.8 triệu một cây đi đó, rồi chi phí mình cộng lại nữa đó, chi phí mình cộng lại nữa là ra tới gần 4 triệu một cây đi cả nhà đó, 4 triệu một cây. Nhưng mà trong cái khi đó mình chia ra cái tấp lớn là chỉ được khoảng 100 mấy chục cây thôi cả nhà đó, chưa được phân nửa cái số số lớn ha, tại vì nó tới 250 mấy cây đó, 250 mấy cây ha. Nên mình chia ra thì nếu mà tập lớn á, phân tích ra thì tập lớn thì cô chú anh chị mình chia ra biết liền ha. Ví dụ như 4 triệu một cây thì mình 250 cây thì mình mua khoảng 1 tỷ đi ha. 1 tỷ. Rồi mình trong cái tập lớn mình lựa ra khoảng 120 cây. Đó, lựa ra gần phân nửa đi. Nếu cô chú anh chị mình phân tích ra thì mình bán khoảng quân bình thì quân bình hết ha. Chứ bán thì nói chung mình lựa cái hàng đẹp nhất khoảng mình bán 6 triệu 6 triệu mấy đi. Nhưng mà còn rớt lại 50 cây sau thì khoảng 5 triệu 5 triệu mấy ha. Đó, nên quân bình mình chỉ được khoảng 5 triệu rưỡi 5 triệu 6 thôi cả nhà. Đó, thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi ha. Còn rớt lại cái hàng nhỏ, thì cái hàng nhỏ này thì mình bán nó chưa bằng cái giá vốn đi cả nhà. Ví dụ như giá 4 triệu thì cô chú anh chị mình bán chưa bằng giá vốn 100 mấy chục cây này đâu. Nó nên anh em mình nói là mắc phải không? Mắc rồi nói giá cao. Nhưng khi mình vô vườn, mình mua lựa đi, cô chú anh chị mình mua lựa đi, 250 cây này mình mua lựa khoảng 5 triệu 5 triệu mấy rồi, về chi phí mình mua mình đem về nữa thì phân ra thì cô chú anh chị mình không có lời đâu ha, không có lời. Nên cô chú anh chị mình cũng thông cảm ha. Thì ở đây thì em cũng xin không giao lưu nữa, thì em cắt lại ha, cắt tỉa lại luôn, chung mình cắt để mình vào chậu ha, vào chậu nuôi tiếp đi cả nha. Thì mọi người thì cũng có một ý kiến riêng. Thì nói chung đây thì hôm nay thì em cũng xin phân tích chia sẻ cho cô chú anh chị mình thôi. Nếu mà cái cây mình nuôi ha, mình nuôi trong vòng 6 đến 7 năm đi, mà cô chú anh chị mình bán giá ha, tại nhà đi là 4 triệu đó, 4 triệu 4 triệu mấy, thì khi mình bứng về cái chi phí đem về rồi chi phí này nọ nữa cả nha, thì nó ra rất là nhiều. Thì nếu mà em bán quân bình này, cô chú anh chị mình bây giờ hiện tại nên mua hết 200 mấy chục cây em đây, thì em bán chỉ có giá 4 triệu 3 thôi, 4 triệu 3 thôi đó, cô chú anh chị mình có thể mua xô hết được hay không, nên nó khó ha. Mong cô chú anh chị mình cũng thông cảm. Thì ví dụ như cô chú anh chị mình cảm thấy mua không được thì cô chú anh chị mình cũng bỏ qua ha. Nhiều khi anh em mình có những người cũng bình luận ha, bình luận thì mình nghe cũng rất là buồn đó. Ví dụ cô chú anh chị mình thấy cảm thấy không có vừa giá thì cô chú anh chị mình bỏ qua. Nhưng mà có nhiều anh em, cũng một số anh em mình bình luận ha, thì cũng nghe thì cũng hơi buồn đó. Thì mỗi người thì mỗi cái một cái cách riêng. Nhưng mà em bán ở đây thì so với cái giá ha, cái giá mình nuôi trong khoảng mấy năm đó rồi mình mua về thì nó không có cao đâu cả nhà, không có cao. Giá hiện tại bây giờ nó không có cao. Một cái cây gốc nhớt mà mình nuôi tới mức độ mà nó lớn như vậy ha, nó lớn tới 6-7 năm tuổi ha, nó hoành thì 20 mấy trở lên, những cái tấp lớn này nè, thì cô chú anh chị mình biết cái thời gian nó nuôi là lâu như thế nào, mình mua cũng không có được rẻ đâu cả nhà. Là chi phí mình vận chuyển về ha, thì cô chú anh chị mình biết rồi. Tới thời điểm này thì cái cây mình nó đã đạt rồi, tới mức độ thì nó đã lớn rất là nhiều, nên không thể nào mua rẻ hơn nữa nha cả nhà. Thì em cũng tính là định giao lưu rất là nhiều cho cô chú anh chị mình, nhưng mà bây giờ có lẽ là em sẽ con lại ha,
con lại rồi có thể là vào chậu đi, vào chậu để cô chú anh chị mình sau này có giao lưu ha, thì em cũng tiếp tục giao lưu. Thì hiện tại thì em không có quay mã số để đăng lên cho cô chú anh chị mình nữa nha cả nhà, mong cô chú anh chị mình cũng thông cảm ha. Đó thì nó gớt cái lại cái hàng nhỏ nè cả nhà thấy nè ha, tấp nhỏ đây, tấp nhỏ đây, thì mình cắt lại mình vừa tạo lại cái phơm tàn mới luôn ha, cắt cho nó tới cây luôn nha cả nhà, tới cây, tới nhiều cây thì cái tàn nó đủ, như cái cây này là tàn đủ đẹp nè cả nhà, tàn đẹp ha, tàn nó đều. Có một số cây thì tàn nó hơi thiếu thì mình sẽ bấm sâu vào luôn ha, bấm sâu để mình lấy cái phơm tàn mới lại ha. Cái bầu nó hơi nguyên điển nên cắt thì có một số thì nha, nếu mình không dựng đứng lên không có được điều hết nha. Đây là tấp nhỏ em lựa ra ha, phân ra 100 mấy chục cây nhỏ và 100 mấy chục cây lớn ha, nên nó không có điều nhau đâu. Như lúc nãy nếu mà cô chú anh chị nào có thí dụ như có giao lưu được hết hết vườn ha, thì em để giá khoảng 4.2 4.3 thôi đó, tại vườn cho cô chú anh chị mình về để nuôi lại hoặc là mình có thể buôn bán lại vẫn được nha. Nếu mà lựa cái tấp đầu thì em sẽ bán riêng, còn cái tấp nhỏ thì mình cũng bán riêng ha, còn bán xô thì để cái giá của chú anh chị mình vậy. Thì hiện tại mình cũng cắt làm tàn lại hết luôn nha. Đây, cái tấp này tấp lớn nha mọi người, tấp lớn ha, đút mình đút luôn, đút sát trên cành lại để mình nuôi cành nó sẽ đẹp hơn ha. Có một số cành thì nó hơi rối nè, nên mình rút lại luôn, rút làm sao cho nó điều cành lại, nó không có còn tròn mà rối nữa ha. Để tàn thì mình thấy cái củ nó không lớn cả nha, mình rút lại nhìn thấy cái củ đó, cái củ nó lớn lại ha. Tại để cái phơm tàn ra thì mình thấy nó quá bự, vừa so với cái gốc ha. Cái này rút ra cũng điều cành ha. Giúp mình lấy cái cốt sữa ở trong đi, sao cái mình đánh vàng tàn lại. Cái cây gốc nhớt mình thì có một số anh em lại so sánh với cái cây mình chưa ghép ha. Cái cây gốc nhớt mình đó nha, mình ghép ở đây là 7 năm, còn 7 năm mới được một cái gốc như vậy. Còn cái cây mới á, cái cây mình mới bứng lên, cái cây mình nuôi mình chưa ghép á, mình về mình ghép ha, ghép lại 2 năm thì mình mới chơi được. Còn cái này thì mình nuôi 1 năm thôi, giờ tới Tết mình đã chơi được rồi, nên mình không có so sánh được đó nha. Nó giá trị một cái nữa là khi mình ghép rồi, những cái cây mình ghép già mùa thì nó nở bông rất là đẹp, rất là chuẩn ha. Còn những cái cây ví dụ mới, mình chưa tính nó còn hao hụt nữa nha. Ví dụ như mình về mình ghép mà có 10 cây mà nó hư hết 2-3 cây đi, nó đâu phải cây nào mình cũng ghép chuẩn được ha, ghép mạnh được, nó có hao hụt trong đó nữa, mà lại 1 năm mấy 2 năm mình chơi. Còn cây này mình chơi ví dụ một chơi 1 năm mình cho thêm 2 triệu 2 triệu mấy, đơn giản mình ví dụ ha, nó thì 2 năm mình cũng được 4-5 triệu rồi, nó muốn bằng cái cây mình mua rồi. Nhưng mà trong khi đó cái cây mình trong 2 năm nó lại lên tiền nhiều nữa, nên mình đâu so sánh được đó nha. Cái này thì sống 100% khỏe mạnh mà mình lại không cần ghép nữa, nó mỗi cái mình đâu có so sánh được. Gốc nhớt được một cái nó nở là cả nhà biết rồi, từ 5 năm trở lên, 4-5 năm, 3-4 năm thì cái hàng ghép của mình nó chuẩn bông, không bao giờ nó nở bông bậy ha. Nó càng già mùa thì nó càng nở bông chuẩn hơn. Cắt hết nha, còn mới cắt có 1 clip thôi, mới cắt 1 clip thì gùng lại hiện tại bây giờ còn khoảng chừng 7-9 tấc mét thôi nha, không có cao đâu. Mình lấy lại cái phơm tàn cho nó tròn đều luôn, nếu mình lấy cao nữa thì nó sẽ thiếu cành ha, nên mình rút gọn lại, mình làm cái chân cành mới ha, chân cành mới, cái tàn mới.
Cây cây này củ bí dữ nữa nè cả nhà. Củ bí lớn ha. Cây này cái dáng lạ nè cả nhà. Để hiện tại giờ để phun tàn, nhưng mà khi mình rút lại ha. Rút lại ha, tầm đây nè cả nhà ha. Cả nhà thấy nè. Đánh lấy cái cốt này một cốt ha. Cắt cái cốt này. Cái ngọn ở trên đây một tí ha. Đánh lấy cái cốt này. Bên đây mình lấy cái cũng lấy cái cốt ra. Cây này rất là lạ cả nha. Đọc mặt tiền đây luôn. Đánh cái cốt rất là lạ. Để cái mặt tiền bên kia coi. Này đánh chơi hai mặt tiền được không đây? Này tại vì hiện tại bây giờ mình chơi phân tàn, coi những cái cây nào mà dán thế lại thì có thể mình cắt lại nha. À, đánh mặt tiền bên đây cũng được nữa nha. Này cây này chơi hai mặt tiền nữa nha. Cũ thì nó cũng vừa thôi, cái này cũng không lớn ha. Cũ khoảng hoành cũ này ba mấy thôi nha. Cốt này khoảng 21. Mặt tiền bên đây cũng được nữa. Hai mặt tiền mình chơi hai mặt tiền ha. Này đánh dán lạ nè. Chơi như cái phần tăng đa này nè. Đánh ra cái bài vô cái bài luôn ha nha. Rồi thì cũng rất cảm ơn cô chú anh chị mình ha. Cũng như có một số anh em thì một lần nữa ha. Thì cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình. Thì trong thời gian qua cũng đã ủng hộ những cái clip, những cái số cây của em. Thì rất mong cô chú anh chị mình ha. Tuy không mua nhưng mà cũng như là mình đã chia sẻ ha. Đã chia sẻ trong thời gian qua. Thì cô chú anh chị không mua cũng như xem qua cho vui ha. Thì mặt hàng nào thì cũng có cái giá trị của nó đó, nên hôm nay thì em sẵn ở đây thì em quay cái clip cũng như là chia sẻ và phân tích cho cô chú anh chị mình, để mỗi cái gì nó cũng có cái giá của nó. Nó thì cũng như nãy em nói, cái cây của mình trong thời gian mình nuôi thì 6-7 năm đó, thì cái giá trị nó, cái cây ghép có giá trị của nó là cái 5 tuổi nó càng lâu càng giá trị. À, tại vì mình nuôi chưa tính công đâu, nhưng mà tới thời điểm mà cái bông nó đã chuẩn rồi thì cô chú anh chị mình chơi cái bông thôi. Ở đây tại vì cũng vài triệu thì mình chơi mặt hàng bông, nếu mình rút bonsai thì mình chơi cái dạng bonsai. Nhưng mà cái bông nó đã chuẩn rồi thì cũng chia sẻ lại, nếu cái bông nó đã chuẩn rồi cô chú anh chị mình đâu có cần ghép nữa ha. Chỉ cần mình nuôi cái tàn nó tròn đều đẹp đó, dáng thế thì tự mình tạo thôi. Thì cái cây là chỉ cần mình tạo ra cái dáng là cái bông nó là chuẩn hết rồi đó, nên không có so sánh được như mặt hàng. Ví dụ như cây mình mua cái phôi về đó, trong thời gian mình ghép là bao lâu thì anh em tính, mà chưa tính kể là mình ghép mà có hao hụt rất là nhiều nữa nha. Hao hụt rất là nhiều. 10 cây thì nếu mà anh em nuôi đạt nhất thì cũng khoảng 8 cây thôi đó, mình tính hao hụt trong đó nữa. Còn ở này chỉ cần mình chưa chậu, mình thay chậu mình vô là Tết mình chơi được rồi, không cần thiết là mình ghép nữa ha. Rồi thì chân thành cảm ơn cô chú mình chị một lần nữa ha. Rồi xin kết thúc video tại đây. Chúc cả nhà mình ngày mới an lành và hạnh phúc ha. Dạ em xin mến chào ạ.